Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải game trên PC với phần mềm giả lập mới, khá nhẹ và mượt, cho nên những bạn nào đang sử dụng laptop, máy tính có cấu hình yếu thì nên tải về và sử dụng nha. Bước 1, các bạn đang xem video thì hãy kéo xuống phần mô tả hoặc bình luận của video này thì sẽ thấy link tải và hãy click vào để tải về nha. Lưu ý, nếu bạn sử dụng giả lập số 1 mà bị lỗi thì hãy sử dụng giả lập số 2 nha. Bước 2, nếu các bạn sử dụng trình duyệt Chrome thì phay cài đặt nó sẽ nằm dưới góc bên trái của màn hình thì bạn hãy click chuột vào thì nó sẽ hiện lên một cái bảng và bạn hãy nhấn vào nút cài đặt ở giữa để cài. Giả lập lên máy tính và thời gian cài đặt thì cũng nhanh lắm, tầm 3 đến 7 phút là xong. Và khi cài xong thì bạn hãy mở giả lập lên nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này đi vì mình đã cài đặt rồi cho nên không cần cài đặt lại và mình sẽ mở lên để hướng dẫn bạn tải game. Khi mở lên thì bạn sẽ thấy nó có giao diện như thế này, thì lúc này bạn sẽ nhấn vào hộp tìm kiếm này và gõ tên game. Sau đó hãy nhấn Enter và chọn vào tên game trên màn hình. Và nó sẽ chuyển các bạn qua phần cửa hàng Google Play và đó là yêu cầu bắt buộc. Chính vì thế bạn hãy sử dụng tài khoản Gmail Google để đăng nhập vào nha. Đăng nhập xong bạn sẽ được chuyển sang phần tải game. Thì lúc này bạn hãy nhấn vào nút cài đặt màu xanh để tải game về. Và lưu ý, ở bước đăng nhập là vì mình đã đăng nhập trước đó rồi, cho nên bây không cần đăng nhập lại và các bạn cũng chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất và khi tải xong thì bạn sẽ thấy nút màu xanh có chữ phát hoặc có chữ mở open play thì bấm vào thì game sẽ mở lên và bạn có thể bắt đầu chơi được game rồi đó và bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này nha chúc các bạn chơi game vui vẻ